Bạn đang đau khổ, bạn đang tuyệt vọng, bạn ước gì cuộc đời này đừng đối xử với bạn bất công đến thế. Hay nói cách khác là bạn vừa xem xong Yola in April lần thứ 5 và nó vẫn khiến bạn khóc hu hu như lần đầu. Hãy dành ngày 1 phút để tút cái mút bằng cách đặt mua áo Next Level. Ngay cả video về vị thần thất nghiệp vô gia cư sau đây cũng là để promote bán áo khi những con quái vật thực sự tồn tại. Sinh trưởng nhờ những cảm xúc tiêu cực, trực chờ để phá hoại cuộc sống con người. Em mua thua liver 5 quả. Ý tôi là wow, những con quái vật khiến chúng ta đau lòng mà chúng ta không hề hay biết ư? Phim này có phải là phép ẩn dụ nói về đời sống xã hội của tôi không vậy? Và khi người ta cần nhất, một vị thần tên là Yato sẽ xuất hiện và cứu giúp họ. Đi cùng anh là Tomone, một thần khí, tức là vũ khí của thần. Sử dụng Tomone và thể thuật học từ làng lá hay cái làng đầu bì nào đó, Yato giải quyết con quái vật kỳ dị trong trước mắt. Ui, hoa như cóc. Nhưng Tomone thì không thấy thế và cô éo chịu đi theo làm thần khí cho Yato nữa. Vì anh là một vị thần cùi bắp đến đền thờ còn không có và bắt anh phải giải phóng cho cô. Mất đi thần khí, Yato chỉ còn nhặt lá đá ống bơ, đã thế lại còn nghèo nên anh phải đi làm đủ thứ việc vặt. Và việc vặt hôm nay là đi tìm mèo lạc. Ngay khi thấy con mèo đứng giữa đường, Yato liền dí theo nó, rượt đuổi hăng say. Ngay đầu xe tải, một cô bé học sinh thấy thế thì nhào tới cứu Yato nhưng lại khiến chính cô bị xe ủi. Thay vì chuyển sinh là một đứa thất nghiệp hay gì đó thì cô bé Hiyori lại bị hồn lìa khỏi xác và nhìn người ta đưa cơ thể cô đi cấp cứu. May quá, con dậy rồi, con có đau chỗ nào không? Con đau như bình thường thôi. Bình thường thì người ta không đau đâu con. Hiyori hỏi về cái chàng trai bị tông chung với mình. Mọi người lại chẳng nhìn thấy hay nhớ gì về anh ta nên họ nghi Hiyori bị ngáo nước biển và bảo cô nghỉ ngơi đi. Nhưng Hiyori biết rõ mình đã thấy gì. Đêm hôm đó, khi một loài ma quái nào đấy vặn xoắn thời gian khiến đêm dài dừng lại mãi ở 2 giờ, hoặc là khiến cái đồng hồ này bị hỏng, đéo biết nữa. Hiyori tròn tỉnh, cô nghe thấy những giọng nói xa lạ và dưới chân của cô là một con quái vật. Trời đủ má dê sờm, bệnh viện có dê sờm, trời má nó dê sờm. Ơ khoan, dê sờm này nhìn mặt quen quá. Yato bắt đầu tự giới thiệu, mình là thần, một vị thần có hàng tỷ tín đồ và được tôn thờ cuồng nhiệt. Và một ngày nào đó, vậy nha, bye. Hiyori chưa hiểu mô tê gì, nghĩ thầm có khi mình ngáo nước biển thật rồi ngất đi. Dăm hôm sau, Hiyori quay về nếp sống thường ngày, nhưng lâu lâu cô lại cảm thấy buồn ngủ. Wow, một cô gái cảm thấy buồn ngủ, hẳn là có gì đó đáng sợ lắm đó. Khi cảm thấy mảng ký ức về Yato đang dần mù mờ một cách kỳ lạ, Hiyori quyết định tìm anh từ manh mối đầu tiên, con mèo. Yato bây giờ vẫn đang tìm con mèo. Vừa vớ được nó thì anh lại cảm nhận được lũ quái vật đang bao vây. Và boss của chúng là một con cóc có phối màu khiến Van Gogh phải đội mổ sống dậy chỉ để chửi đủ má rồi tự bắn vào ngực mình thêm lần nữa. Đúng lúc này thì Hiyori cùng cái đuôi mèo đéo biết từ đâu ra của cô tìm thấy Yato, vừa kéo anh chạy. Con cóc tóm được cô bé, nhưng vốn là fan của boxing, Hiyori tung cước đá con cóc sấp mặt trước sự ngỡ ngàng của Yato. Nhưng con cóc kiểu tao chưa thua đâu đồ chó và lao tới, khiến Yato phải xách Hiyori và dùng thuật khinh công chạy thẳng đến nơi an toàn. Hiyori đòi Yato giải thích, nhưng này cô xuất hồn rồi đây, còn cái xác của cô nhìn coi có khó coi chưa kìa. Hiyori lại cảm thấy buồn ngủ và thế là cô nhập vào xác của mình. Con mèo đã được trả về cho chủ, Yato đã có thêm một tín đồ, còn người xem và Hiyori thì vẫn đéo hiểu còn cặc gì về plot của bộ phim này. Nên Yato bắt đầu giải thích từ sau vụ tai nạn có vẻ Hiyori hay bị xuất hồn, lũ quái vật kia gọi là Ayakashi, hình thành từ ý niệm của con người và chui lên dương thế quấy phá. Hiyori giờ đã nằm trên ranh giới âm dương nên sẽ nhìn thấy chúng. Ui bé sợ lắm, bé không muốn dậy đâu. Bé sợ thì bé phải nhét dăm tờ 5 lít vào phong bì chứ bé lại đứng cào thế à. Nhưng mà đùa thôi, với thần thì 5 xu là đủ. Nhận được tiền, Yato bắt đầu thực hiện giao kèo. Cơ mà chưa phải ngay lập tức, vì phim nào không có fan service đều là phim rác. Hiyori trở về với cuộc sống thường nhật, dù nó không hoàn toàn như cũ nữa vì cô hay bị xuất hồn ngoài ý muốn. Hiyori dần thích nghi với những thay đổi và nhận ra thế giới không đơn thuần như cô từng nghĩ. Tất cả là tại thằng thần này nhận tiền xong làm ăn đãi bôi. Đã thế nó thấy cô xuất hồn nữa lại còn lêu lêu cô. Yato đã nhẩn nhơ vụ này cả tuần, khiến Hiyori rất sốt ruột. Nhưng mà trách làm sao được, vì Yato đang không có thần khí. Yato chỉ tiết lộ thêm là thần khí chính là linh hồn những người đã chết trước khi xử đi kiếm tiền tiếp. Ngoài Yato ra thì mình trông chờ được ai không ta? Hồng, má quạo ghê á. Thế là Hiyori quyết định sẽ đi tìm thần khí cho Yato để đốc thúc công việc. Cô đi Ano khắp nơi nhưng mà không tìm được, nên đành tìm thử ở phía có luồng khí đen kỳ lạ, nơi mà cô đoán chắc là có rất nhiều phong linh. Chúc mừng Hiyori, cô đã tìm thấy cái phòng tắm của vui vẻ. Yato lúc này thì đang lao động hăng say vì những đồng năm xu. Cơ mà đồng năm xu của Hiyori thì anh nốt chưa trôi. Đúng lúc này thì điện thoại đổ chuông. Hiyori khoe đã tìm được thần khí cho Yato. Yato nghe vậy thì tới liền, nhưng anh nhận ra ngay cái cuộn nợ này quá béo để mà làm thần khí, nên dẫn Hiyori vọt
lẹ. Hiyori thì giờ nhận ra cô bé vừa fuck up hai lần vì cơ thể của cô đã rớt lại đâu đó. Bù lại, Hiyori ở dạng linh hồn lại mạnh vờ lờ nên cô định solo kill con quái. Yato thấy vậy thì vội cản lại, khiến con Hayakashi đớp được một bên tay anh. Sau đó anh đổi tên thành Shanks và đi làm tứ hoàng. Sau đó Yato kéo Hiyori chạy trốn đến một chỗ tạm an toàn. Anh giải thích là đủ má bị cắn là đau lắm mà, cái này không phải đuôi mà là dây nối linh hồn với cơ thể á. G102 mà có tưởng mình chú Wireless hay gì. Nói đến đây thì con quái đuổi tới khiến họ lại chạy sấp mặt. Đang chạy thì Yato thấy gì thấy một linh hồn làm thần khí được. Anh vội chạy tới bắt đầu lập khế ước: hỡi linh hồn không có nơi nương tựa, đến bên ta để có trốn quay về bằng một từ hiệu và sắt lưng kề làm thuộc hạ cho ta dưới lời thề thần khí. Ta đặt tên cho ngươi là Yuki, hiệu là Setsu, chẳng vì lý do còn c**t gì cả. Đến đây. View. Bạc á, trói quá. Yato đã có được cho mình một thần khí xịn sò. Anh sẽ tan con Ayakashi trong nháy mắt. Anh đáp xuống dây điện, anh té, anh khóc. Khóc. Một lúc sau, Hiyori đi thu hồi cơ thể về thì thấy Yato đang tạt nước thanh tẩy xú uế trên tay. Anh gọi tên thanh kiếm và nó trở thành hình hài của một cậu bé. Nhưng mà đừng báo FBI nhá, không có ai vừa vẽ ra một bức tranh về một mái nhà ấm êm để mà lừa đảo lợi dụng linh hồn một cậu bé đã chết đâu. Yukine ở với Yato thì bắt đầu làm quen với cuộc sống cơ hàn, với vai trò mới của mình và với cả Hiyori, aka cô khách hàng tội nghiệp. Cậu chẳng nhớ gì về cuộc đời mình, chỉ biết là mình đã chết cho đến khi Yato mang về. Yukine đang tâm sự với Hiyori thì Yato báo có job mới. Hiyori thấy anh cha thần lại sắp sủi thì vội lao vô, đúng lúc cô thoát hồn nên bị dịch chuyển theo Yato. Nơi họ đến có hương hoa mây mù răng lối, nhưng chẳng có chàng ca sĩ Thái Bình nào, mà chỉ có thần học vấn Tenjin và dàn harem thần khí của lão. Cơ mà lão nhiều vũ khí chứ không nhiều thời gian, nên lão thuê Yato để xử hộ vài con Ayakashi. Lão này là thần to, trái ngược với Yato, lại còn biết kháy bẩn vờ lờ. Nhưng vì năm xu nên Yato cắn răng nhận lời. Để làm Yato thêm cay, lão chọn người dẫn đường cho anh là thần khí cũ của anh, Tomone. Giờ cô đã theo đại gia quên chủ cũ, được đặt tên mới là Mayu. Cô dẫn nhóm Yato đến chỗ Ayakashi cư ngụ. Chúng đã ám và suối bẩy các nữ sinh làm những điều dại dột. Mayu sát thương cho họ, nhưng Yato thì đéo. Yato không chỉ đéo mà anh đéo với sự quyết tâm. Hiyori nghe thế thì nổi cáu, bỏ đi. Tên thần chả quan tâm mà còn bỏ về, khiến Mayu vội chửi: đơ mơ thằng ăn tiền mà không trả bánh này. Hiyori thì quyết định đi tìm đến nơi có tử khí làm nữ hiệp. Nhưng cô đã đánh giá thấp bọn Ayakashi tôm tép. Bọn nó yếu nhưng anh em bọn nó đông, và chúng trói cô giữa đường ray. Đúng lúc tàu đi tới, đúng lúc Yato xuất hiện giải cứu, đúng lúc con Ayakashi cần tiêu diệt xuất hiện, đúng lúc có một cậu học sinh đang thất vọng vì bị điểm kém, con Ayakashi dụ cậu học sinh tội nghiệp tự tử bằng cách vuốt về một con vô hình. Yato thấy vậy vội lao tới, dùng hai ngón tay miết dọc người Yukine và chém đứt con quái có màu tím Đỗ Thị Thiên Lý kia. Mayu thấy anh cuối cùng đã ra tay, chỉ cúi đầu cảm ơn rồi quay đi. Khi Hiyori chọc anh là đồ tsundere rẻ rách, Yato chỉ bảo rằng dù đau đớn hay khổ sở, người ta vẫn phải trân trọng mạng sống, vì có những người đến chết vẫn còn khao khát sống, để những người sống mà đòi chết thì sống, như không sống thì cứ chết đi chứ đừng sống, hiểu không? Tôi cũng không. Tối đó Yato và Yukine vẫn ngủ bờ ngủ bụi, trong khi một bóng vu nữ đứng nhìn họ từ xa. Đu má là ma đó. Ma thì đáng sợ đấy, nhưng mà khoan hãy xuất hiện đã. Vì hôm nay là ngày Yato dẫn Hiyori và Yukine đến một nơi quan trọng. Họ gặp một vị thần bánh bèo xà nẹo, Ebisu Kofuku, người duy nhất dám ôm tên thần hôi mùi rác kia. Hắn đến đây để làm gì ư? Để xin tiền tiêu vặt. Yato đang cầm tiền gài đưa để bết ngựa thì bị ăn đạp bởi thần khí của Kofuku, Daikoku. Cuối cùng thì Yato dẫn chúng đến đây để làm gì thì chả ai biết. Chỉ biết là Kofuku cảnh báo cho Hiyori và Yukine hãy cẩn thận, vì Yato thực ra là một vị thần đáng sợ. Chưa kịp nói tiếp thì tên thần vô gia cư lại kéo hai đứa nhóc đi kiếm tiền. Khách hàng là một ông chú trung niên chuẩn bị nhảy lầu tự tử. Cho đến khi Yato tới, Yato không để doanh thu rơi theo thằng cha này, vội bay theo để quảng cáo dịch vụ. Anh kia cũng trao đổi danh thiếp. Từ đó Yato biết tên anh ta là Urasawa, nhân viên của một công ty vừa phá sản. Anh ta định gọi bố mẹ trước khi tự tử nhưng gọi nhầm số Yato. Vãi lờ bạn ơi, thế là mình có duyên với nhau đấy, bạn có vấn đề gì nào? Thế là Urasawa bắt đầu kể chuyện buồn đời anh bằng một bài hát. Tình cờ ta gặp nhau trên phố Trần Duy Hưng, ngập ngừng ta hỏi nhau nhỏ bao nhỏ không đi. Ừ thì nhỏ không đi, thêm tiền đi nhé nhỏ, nhỏ đi. Bớ người ta có thằng giao cấu trẻ em vị thành niên. Không hề. Bỏ yếu tố tình dục ra khỏi câu chuyện và thêm yếu tố lãng mạn đi ba. Urasawa đã trở thành sugar daddy cho một cô gái trẻ. Chuyện tình của anh đẹp vơ lơ. Cho đến một ngày nọ, vận xui bắt đầu ập đến với Urasawa liên tục. Từ hẹn hò tới tỉa nến, thu nhập của anh giảm sút và anh bắt đầu có những khoản nợ xấu. Tất cả là tại con đí tình yêu. Không, là tại con đí của Fuku đấy. Yato bèn giải thích nửa kia của anh ta chính là thần nghèo và thần xui xẻo. Hết chuyện làm là đi giao cá tâm hồn cho
tùy xẻo. Và cả bạn ơi, cô ta là hoa trong chậu rồi. Yato quyết định sẽ cắt dây tơ hồng của Urasawa giúp anh giải xui trước khi anh ngã xuống đất mà chết. Nhưng Urasawa bảo là bé ứ chịu, bé thả chết với trái tim đầy tình yêu, khiến Yato phải đấm anh ta và khai sáng rằng tình yêu chân chính chỉ có thể tìm thấy trong triết học Marx Lenin. Sống là phải cống hiến cho đất nước và xã hội, hết mình vì sự nghiệp đổi mới, đưa tổ quốc đi lên. Thấy khó không nản, thất bại không chùn, tự tử còn cả. Rồi Yato triệu hồi thần khí, dùng hai ngón tay miết dọc người Yukine và cắt đứt mối duyên của Urasawa với Kofuku, giúp anh ta đáp đất an toàn sau tròn 7 phút rơi. Khi họ đến chất vấn Ebisu Kofuku thì cô ta tỏ ra là một con phà giỏ chính hiệu. Ông anh Daikoku thì lại tỏ vẻ khâm phục cô Yukine vì là tay mơ mà đã đổ trình các thơ duyên, chứng tỏ năng lực của cậu rất khá. Và Yato đã tìm được một thần khí tuyệt vời. Sau đó họ nhận 5 xu tiền công cho cả một ngày lao động rồi ra về. Hiyori nán lại thêm một chút, hỏi Kofuku về vụ Yato đáng sợ là đáng sợ thế nào. Và cô ta tiết lộ Yato từng giết một thần khí, và vì là một võ thần nên trước đây anh ta còn giết người nữa. Daikoku chỉ bảo đờ mờ đừng hù trẻ con, đó là từ hồi chiến tranh máu lửa rồi. Thần linh xuất hiện từ ước muốn của con người, những thần nổi tiếng thì luôn được thờ phụng, còn một võ thần ít tên tuổi lại bước vào thời bình thì sống làm sao đây. Trên đường Hiyori về, Yato mới tiết lộ lý do đưa cô đến gặp Kofuku và Daikoku là để họ giúp đỡ cho cô nếu anh có bị gì. Hiyori thì đéo nghe lọt chữ nào hết vì thấy anh có mùi thơm vờ lờ. Ui khum, không phải là Nguyễn Minh Châu nhưng tôi thấy có một chiếc thuyền ngoài xa. Yukine lúc này đang nhặt đá ném thủy tinh thì cô vu nữ mà nọ đột ngột xuất hiện bên cạnh cậu. Nhưng cô không hẳn là ma, mà là một thần khí với quá nhiều những cái tên. Yato giờ đã tới, bảo đâm mơ Nora mày muốn gì. Cô ta là thần khí cũ của Yato, đến đây để làm trò hề và để nhắc Yato hãy gọi tên cô. Ít hôm sau, Yato dạy Yukine cách vạch đường cảnh giới, đại khái là một kiểu lá chắn cản Ayakashi. Yukine tỏ ra có tài năng lạ thường, vượt trội hẳn so với những thần khí cũ của Yato. Hiyori nghe thần khí cũ thì liền hỏi về Nora. Yato giải thích Nora là friend with benefit của mình. Hiyori vỡ lẽ ra thằng thần này vừa nghèo vừa lăng nhăng nên đòi để Yukine sang nhà cô mà ở trong môi trường nó lành mạnh. Yukine thì sim nên đi con mẹ luôn, và thế là cậu có chăn ấm nệm êm sau chuỗi ngày ngủ bơ ngủ bụi. Yato thấy vậy thì mò tới theo cho vui, vì vốn người thường rất khó để mà thấy thần nên Yato thản nhiên vào nhà Hiyori mặc kệ bố mẹ cô ở đó. Ngoài ăn trực và uống bia thì anh còn đến để trông chừng Yukine. Nhưng Yukine đang tắm bồn phê, tối thì được ngủ ké với One-chan, sẵn đang gà tổ với Nora nên cậu đếch cần Yato quan tâm nữa. Yukine còn trẻ, chưa trải sự đời. Một hôm cậu định trêu một chiếc ván trượt khiến Hiyori vội của trách. Yukine bị mắng thì phản ứng như một người trưởng thành, bỏ đi con mẹ luôn, khiến Hiyori đồn đáo đi tìm. Vì thần khí có tà tâm thì sẽ ảnh hưởng xấu đến thần sở hữu nên Yato đành phải đi cùng Hiyori. Thần khí vốn từng là con người, mà con người thì vốn đầy tà tâm. Nếu Yukine quá xa ngã thì chính Yato phải xử cậu. Nhớ lại câu chuyện Kofuku kể, Hiyori lo vờ lờ liền chạy đi tìm Yukine tiếp, để lại phía sau một cục nợ 50kg cho Yato. Yukine lang thang chán chề đến tối, cậu vội chạy đi tìm chỗ sáng vì cậu sợ bóng tối. Cậu định chạy vào một cái gay bar nơi chỉ có bóng chứ không có tối, nhưng ánh mắt của cậu vô tình va vào sự chú ý của một oan hồn trẻ lạc. Cô bé vẫn chưa biết là mình đã chết và rất sợ hãi vì đột nhiên thấy lũ Ayakashi. Không biết làm sao, Yukine bèn bầu bạn cùng cô bé, bất chấp bệnh sợ bóng tối của mình. Cô bé muốn chờ mẹ đón. Vừa lỡ em, giờ chỉ có chúa đón em thôi chứ mẹ nào. Vãi lờ nó đi chèm bắt nạt trẻ con. Đúng lúc này thì Hiyori tìm tới. Đúng lúc này thì lũ Ayakashi xuất hiện, định tóm lấy linh hồn cô bé tội nghiệp. Yukine bất chấp nỗi sợ bóng tối, chạy tới bên cô bé và vạch kết giới. Không sao rồi em, mẹ chúng mày dọa em tao nhá. Ai là em mày? Hoảng sợ trước cô bé đã nhiễm xú uế, Yukine để vạch cảnh giới yếu đi. Bọn Ayakashi ập đến và bóng tối cũng thế. Yukine sợ đờ mẹ người. Lũ Ayakashi đã hợp thể thành một con to và mạnh, suýt giết Yukine lẫn Hiyori. Nếu Yato không cứu họ kịp, Yukine vứt luôn liêm sỉ để xin Yato cứu lấy bé gái nọ. Yato đáp gọn, được rồi mẹ. Anh triệu hồi thần khí, dùng hai ngón tay miết dọc người Yukine và lao vào con Ayakashi. Cô bé đã hoàn toàn bị ô uế và không cứu vãn được nữa. Thanh tẩy là cách tốt nhất để giải thoát cho cô. Yukine biết vậy thì khóc vờ lờ bên trong thanh kiếm. Nhưng thôi đừng nghĩ xa xôi, vì thanh tẩy còn hơn là để cô bé bị vấy bẩn mãi mãi. Việc Yato có thần khí mới và giết Ayakashi đã bị nhìn thấy và thông báo cho một vị thần tóc vàng cửa chuồng. Chưa biết đây là thần gì nhưng mà hãy cùng hy vọng là cô ta vẫn còn cửa chuồng trong lần xuất hiện tiếp theo. Những ngày sau đó, Yukine vẫn ở nhà Hiyori. Cô vẫn quan tâm chăm sóc cậu, nhưng vụ bé gái kia còn ám ảnh tâm trí Yukine. Cậu bỏ chạy khỏi nhà đếch nói năng gì, khiến Hiyori lại phải chạy đi tìm. Cậu trở nên sợ sệt với cả lũ Ayakashi yếu nhất, hình ảnh cô bé bị lũ quái làm ô uế và cái kết của một linh hồn đáng thương khiến cậu nổi giận và làm càn ở shop ván trượt hôm nọ. Những cảm xúc tiêu cực lại khiến Yukine nổi tà tâm. Cậu bách cụ là cái ván trượt mà cậu thích. Sự sa ngã của thần khí khiến thần sở hữu bị tổn thương nên Yato bèn đi tìm thằng cu Yukine để dạy dỗ. Anh đang hỏi Eku cái ván trượt này đâu ra, thì đúng lúc này Hiyori tìm tới. Vì sợ Yato xuống tay với Yukine nên cô bao che cho thằng nhóc, bảo là cô mua cho nó. Đúng lúc này
này thì cậu tóc vàng xuất hiện, quật roi. Thay vì hứng roi và thét lên rằng sướng quá thì Yato đẩy Yukine ra vì cô gái này đến đây với sát ý và một con áo được vờ lờ hú. Cô ta là Bishamon, võ thần mạnh nhất. Yukine nghe thế sợ quá định sủi. Cơ mà cu ơi, Bishamon không tha cho cu đâu, Yato bảo cậu thế. Bishamon để Yato giới thiệu hộ xong thì bắt đầu đánh. Yato bèn triệu hồi thần khí và bắt đầu nghênh chiến bằng cách chạy. Bishamon vội dí theo, rồi cùng thần khí dạng sư tử của mình cố ép góc Yato. Yato cũng định diệt Bishamon và bắt Yukine nghe theo mình. Mọi thứ trên người Bishamon đều là thần khí, trong đó mạnh nhất là Kazuma Navi. Xin lỗi, tôi không quen nghe hai chữ Navi và mạnh ở trong cùng một câu. Tóm lại là chạy trốn vô ích nên Yato xách Yukine ra bánh luôn. Hai đứa đang chơi dạo thì cô ta móc ra khẩu súng. Đã chơi súng lại còn chơi hack. Yato xoay sở đỡ được một viên và né viên còn lại. Bishamon biết tên này mạnh nên cô phải giở tuyệt chiêu dùng súng đánh cận chiến. Cô muốn đấm Yato vì tội lỗi giết thần khí năm xưa. Và cô còn một khẩu súng nữa. Vãi luôn, cầm súng lại, cô học cầm súng từ ai đấy? Doraemon à? Yato thấy không ổn, vội sủi tiếp và dĩ nhiên là Bishamon đuổi theo. Hiyori thì giờ vội tìm đến Kofuku và Daikoku nhờ giúp đỡ. Họ cho cô biết thần khí mà Yato từng giết là của Bishamon và vụ ân oán này họ không muốn can thiệp. Nhưng vì Hiyori cầu xin nên họ sẽ ra tay. Hiyori giờ dùng dạng thoát hồn, đánh hơi mùi hương, dẫn Kofuku và Daikoku đến chỗ Yato. Yato thì vừa tìm được chỗ nghỉ chân đã bị Yukine chất vấn về vụ giết thần khí. Yato lại chả giải thích gì khiến cậu bất an và cờ lờ. Cả hai đang cãi nhau chí chóe thì Bishamon lại tìm tới với một cây hàng to hơn cây hàng của Yato. Đúng lúc này Kofuku đến, cô triệu hồi thần khí và dùng Daikoku để ngăn cuộc chiến lại. Nhưng cô lại làm phát sinh vấn đề mới, vì Kofuku mà dùng Daikoku thì sẽ mở cổng xuống âm giới. Bishamon vẫn éo chịu ngừng, ra lệnh thần khí sư tử cạp Yato. Đúng lúc này Nora xuất hiện. Arsenal vừa thắng 3-0 đó. Con sư tử nứng quá đờ mẹ người và bị Yato chém trả một nhát, khiến Bishamon vội gọi nó về và để Kazuma chăm sóc cho nó. Kazuma trở về dạng người thì ngăn Bishamon trả thù mà hãy đối phó với cổng âm giới của nợ kia trước. Con bánh bèo gây họa thì đáng chả biết xử lý như nào. Bishamon thì sủi mất. Kazuma cúi đầu về phía Yato trước khi theo chủ, còn cái cổng của nợ kia thì chả ai biết xử lý như nào. Việc làm sai trái của Yukine thì đang ảnh hưởng xấu đến Yato, khiến anh bị ô uế, và Nora thì xuất hiện trước mặt anh như một option tồi tệ. Yato có phán xử Yukine không? Quá khứ với Nora rốt cục là như nào? Tại sao Kazuma lại cúi đầu với Yato? Vụ xuất hồn của Hiyori xử lý sao? Và quan trọng hơn hết là Bishamon có quay lại trong trạng thái cởi chuồng hay không? Hãy đón chờ tập tiếp theo.